Ok và hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay của bọn mình nhá. Thì video ngày hôm nay bọn mình sẽ xin một vé trở về tuổi thơ. Bọn mình sẽ chơi một trò chơi mà mình đảm bảo rằng cái trò này ai cũng từng chơi rồi. Đấy là trò chơi trốn tìm nhá. Thì bạn nào đang xem video này mà đã từng chơi cái trò chơi trốn tìm này rồi thì nhớ like điểm danh nhá, để xem thử là có bao nhiêu bạn được chơi cái trò chơi trốn tìm này rồi. Mình cá rằng là khoảng 99% là ai cũng từng chơi cái trò chơi trốn tìm này rồi. Thì cái trò chơi trốn tìm ngày hôm nay của mình sẽ có tên đấy là trò chơi trốn tìm siêu khó nha các bạn. Thì tại sao lại siêu khó? Thì mình sẽ để cho tất cả những thanh niên này có thời gian đấy là 2 tiếng để đi tìm cho trốn, để trốn làm sao kỹ nhất có thể. Phải trốn cực kỳ khó nhá. Đấy, ví dụ bây giờ 6 thằng này đi trốn, nhưng mà mình chỉ có thời gian đấy là 10 phút để đi tìm thôi. Bọn nó thì có thời gian khoảng 2 tiếng để đi trốn, nhưng mà mình á, thì chỉ có thời gian là 10 phút để đi tìm thôi. Trong vòng 10 phút có 6 đứa đi trốn, mà mình không tìm được 6 đứa là mình sẽ mất mỗi đứa 5 triệu. Như vậy là 6 đứa là mình sẽ mất khoảng 30 triệu các bạn ạ. Mình sẽ mất 30 triệu cho cái clip trò chơi trốn tìm ngày hôm nay nếu như mình không tìm được bất cứ ai trong cái nhóm này. Đấy. Thì bây giờ trò chơi sẽ chính thức bắt đầu. Tất cả các em sẽ có 2 tiếng để đi tìm cho trốn, nhưng mà phải trốn làm sao thật là kỹ nhá. Trốn thật kỹ vào, tại vì trò chơi trốn tìm siêu khó mà. Phải trốn thật là kỹ. Đấy, ok chưa? Rồi bây giờ 2 tiếng bắt đầu. Trốn dưới nước với lại thở nha các bạn. Thì mình vừa đào xong cái hố, bây giờ mình sẽ bắt đầu trốn ở dưới lòng đất nha các bạn. Thì mình đố thằng Tư với thằng Bảy tìm được mình luôn đó các bạn. Tại vì mình chốt ở dưới lòng đất đi quá kỹ luôn. Đố thằng Tư thằng Bảy mới tìm được mình. Ê, hang kia của tao ấy. Thì bây giờ mình đang chốt ở dưới lòng đất nha các bạn. Thì mấy người bạn của mình đang giúp đỡ mình để mình chốt ở dưới lòng đất nha các bạn. Đấy, mấy bạn mình đi giúp mình này. Rồi bắt đầu chân đi tới tối rồi. Ui, mấy lần mình vừa mới đóng mấy tấm ván này xuống mà trong đây là đã bắt đầu thấy nóng nóng lên được các bạn. Thì mấy người bạn mình đang đào cát vô để lấp cái chỗ đây cho mình tới mình phải thấy được. Và đây là chỗ trốn của mình nha các bạn. Mình sẽ treo lên tít trên ngọn cây kia để cho anh Quân khỏi tìm ra mình luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ bắt đầu tìm nha. Các bạn, như vậy là đã sau 2 tiếng rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm nha các bạn. Thì mình sẽ có thời gian đấy là 10 phút. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bấm đồng hồ nhá. Ok, như vậy là đồng hồ đã bắt đầu chạy. Bây giờ mình sẽ có thời gian là khoảng 10 phút để đi tìm mấy thanh niên đi trốn này các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ cất đây và bắt đầu đi tìm. Như vậy là 10 giây đã trôi qua rồi. Hình như cái chỗ này là cái chỗ hồi lâu mình làm hồ bơi đúng rồi các bạn. Cái này chỗ đây là mình làm mấy hồ bơi mà mình mới lấp lại rồi. Ui, hình như tôi với chiếc bé đang đi tìm ở trên thì phải. Thấy nó đang nói bạn. Đây đấy. Nó đang đi tìm trên. Đây giờ. Tôi mình tối. Tối.
Ui, nhớ đi ra chỗ khác rồi hả? Chả có đứa nào trốn ở đây cả. Ok, bây giờ mình sẽ đi chỗ khác để tìm. Mình sẽ ra chỗ cái đằng bụi đây để mình tìm đi. Ai, có đứa nào trốn ở đây không ta? Chù, mấy cái bụi này rộng thế nhỉ? Thì mình thấy ở đây có mấy cái gọi là cây khoai môn các bạn. Khoai môn mà lá nó bự vách ở trướng luôn. Đúng là mình nghi là trong đây thế nào cũng có một thằng này. Tại vì lá khá là bự ấy, thì thế nào có đứa nó trốn vào thôi. Nói chung mình cứ tìm xem thử nó có không. Như vậy là không có thằng nào các bạn ạ. Thằng Tâm, ok các bạn ạ. Như vậy là mình đã tìm được một thằng trốn ở trong đây. À, nó lại còn chặt cái lá để nó cầm cái lá nó che. Hèn gì mình ngồi mình nhìn, mình đứng đây mình nhìn mãi mình không nhìn thấy các bạn ạ. Ok, như vậy là mình đã tìm được một thằng đầu tiên nha các bạn. Đấy là thằng Tâm. Ok, như vậy là Tâm đã bị bắt rồi. Xin mời Tâm ra ngoài kia đứng nhá. Đứng đợi nhá. Để tí nó ăn đi ăn tìm thêm vài thằng nữa ra đoàn tụ với em cho vui. Ăn đồ. Ok, các bạn ở đây, đây ăn coi phim ra đây, mình chỉ cho các bạn một măn mối nhá. Đây anh em nhìn này. Đây, đẹp đâu. Đấy, đi chơi trốn tìm, leo cây nhưng mà bỏ dép ở bên dưới. Thế là mình nhìn thấy dép ở bên dưới, mình nhìn lên trên cây là mình thấy nó là trên cây luôn các bạn ạ. Mặc dù thanh niên là trèo lên cái cây, trèo lên phải gọi là khá là cao. Và cái cây này anh em có thể nhìn thấy này, đấy không? Nó khá là trơn luôn á. Thế mà thanh niên này vẫn trèo được. Nói chung là một like cho sự cố gắng. Nhưng mà rất tiếc là chốt ở trên cây rất chi là dễ tìm. Bây giờ em có trèo lên trên ngọn trên kia kìa. Đấy thì may ra ăn không tìm được. Chứ em trèo ở giữa thân cây này là ăn vẫn tìm được. Nói chung là được. Nhưng mà mất 5 triệu rồi nhá. Rồi ra là chụp quan tâm đi. Ok các bạn ạ, như vậy là mình đã tìm được hai thằng rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm nhá. Bây giờ mình sẽ ra ngoài cái đằng bụi cỏ ở chỗ nhà mình đây này. Để mình tìm. Đấy. Thì lúc đầu mình có giao luật với bọn nó rồi. Đấy là được phép đi trốn. Được 2 tiếng đồng hồ đi trốn, làm mọi cách để có thể trốn nhưng mà không được trốn quá xa. Nói chung là chỉ trốn trong cái phạm vi vườn cỏ chỗ nhà mình thôi các bạn ạ. Thanh niên nào mà chạy về nhà trốn là coi như là bị loại luôn nha các bạn. Rồi, có thằng nào trốn bụi cỏ không này? Giờ nào bụi cỏ ra tìm này, thằng nào trốn bụi cỏ tự ra đi. Nhắc ra đi. Có nào không? Đồ không có thằng nào trốn bụi cỏ hết trời. Thằng biểu béo, ok. Ok, nhưng mà nó bắt được thằng biểu béo rồi. Hiện tại là đã được gần 8 phút rồi các bạn ạ. Thì mình vừa phát hiện ra một manh mối ở dưới cái vũng nước, anh em thấy không? Anh em nhìn thấy đằng xa xa kia có cái ống nó đang thở. Bây giờ mình sẽ đi gần tới cho các bạn xem nhá. Anh quay phim đi xuống tới đây với mình luôn nhá. Ok, mình sẽ bỏ điện thoại bên trên cho khỏi ướt. Đây các bạn có thể thấy thanh niên lặn ở dưới nước mà thò nguyên cái đầu với lại cái ống để thở lên luôn này đi. Đây mình sẽ cho các bạn xem nhá. Đó gọi là hài hước vô cùng luôn này. Đây ạ. Đây ạ, anh em nhìn nhá. Đây. Đây các bạn có thể thấy đây, đây cái đầu của thanh niên này đấy, anh em nhìn thấy cái đầu, còn cái thân này, cái thân không có này, cái thân thì thanh niên này cho chìm xuống rồi hay đó các bạn. Thì thanh niên sử dụng cái ống này để thở này, mình thấy cái tay còn cầm cái ống luôn này. Bây giờ nhá, thanh niên này không chịu lên các bạn ạ, mình nói thì nó không nghe, bây giờ mình có một cách để cho thanh niên này lên. Bịt cái này lại. Chuẩn bị này, chuẩn bị ngoan lên này, hết rồi ngoan lên. Ok, trốn rất chi là được này các bạn. Ok, thanh niên khá là thông minh. Đấy, như anh em có thể thấy là thanh niên này sử dụng cái ống này để thở, tiếp tục bỏ vào mồm này, bỏ vào mồm này, thì cứ đó này, thở. Đấy, các bạn nghe tiếng thở không? Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem luôn này.
À không, em test lại lần nữa cho các bạn xem này. Đây, để coi thử là thân điện này hoạt động cái này như thế nào nào. Rồi lặn xuống thử. Đấy các bạn thấy không? Đấy, thở với cái này ở dưới nước khá là dễ, cũng được. Nói chung là thanh niên này có sáng tạo, có thông minh. Nhưng mà rất tiếc là bị một số cái kẽ hở cho nên mình đã phát hiện được rồi. Chia buồn cùng em nhá. Ok, như vậy là bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm các bạn ạ. Như vậy đã là hơn 10 phút rồi. Thì mình mới chỉ tìm được 4 đứa thôi, có một đứa. Nó chơi mất dạy các bạn ạ. Nó chạy về nhà nó trốn đúng không? Cái thằng mặc áo đỏ đỏ đúng không? Nó chơi mất dạy, nó chạy về nhà, nó trốn các bạn ạ. Đấy, mình loại luôn nhá. Nhưng mà là 6 thằng đi trốn. Thì coi như ở đây mình tìm được 4 thằng với một thằng bị loại rồi. Và còn thằng Tuân Trẻ Châu. Còn Tuân Trẻ Châu mình chưa tìm được các bạn. Mà bây giờ là thời gian là đã hơn 10 phút rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ là người thua cuộc các bạn ạ. Tuân Trẻ Châu không biết nó trốn đâu, trốn kỹ quá các bạn. Bây giờ mình sẽ gọi nó xem thử nó trốn ở đâu nhá. Tuân Trẻ Châu ơi, quá nguyên một cái hầm. Đấy, nguyên một cái hầm ở bên dưới để Tuân Trẻ Châu trốn. Thì sau 10 phút mình không tìm được Tuân Trẻ Châu cho nên bây giờ Tuân Trẻ Châu là người chiến thắng. Và mình sẽ treo thưởng cho Tuân Trẻ Châu 5 triệu nha các bạn. Ok các bạn, như vậy là kết thúc clip Tuân Trẻ Châu là người chiến thắng trong trò chơi trốn tìm siêu khó ngày hôm nay. Như vậy là clip ngày hôm nay bọn mình đã có một vé để trở về tuổi thơ, phải gọi là cái cảm giác nó vô cùng vui luôn các bạn ạ. Thì người thắng cũng đã thắng rồi, người thua thì cũng đã thua rồi. Thì như lúc đầu mình nói ở clip người thắng ấy, thì mình sẽ treo thưởng cho người thắng 5 triệu. May quá các bạn ạ, có mình Tuân Trẻ Châu nó thắng rồi, chứ bây giờ cả đám nó thắng thì mình mất khoảng độ 30 triệu các bạn ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ treo thưởng cho Tuân Trẻ Châu 5 triệu nha các bạn. Rồi, lấy tiền ra nào. Từ từ, túi này không có thì túi này có chứ làm sao. Đây. Rớt một tí làm gì mà căng. Đây. Đây, đấy. Đây nha các bạn, đây là 5 triệu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đếm và đưa cho thằng Tuân đủ 5 triệu luôn. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, đây, 3 triệu, đây. Đôi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 5 triệu. Đấy, như vậy là mình còn dư, xong clip này mình còn dư được đúng 100.000 các bạn ạ. Nhưng mà thôi các bạn nào, phải gọi là clip ngày hôm nay chơi trốn tìm, mình được có một khoảng thời gian trở về với tuổi thơ, mình cảm thấy khá là vui các bạn ạ. Ok, thì clip của mình cũng dừng lại ở đây thôi nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.